đến tháng 9 năm nay thì mình đã ở châu Âu được 10 năm rồi. Mỗi lần nhìn lại là mình lại wow vì thời gian trôi nhanh đến vậy. Một hành trình có rất nhiều trải nghiệm khám phá thế giới ngoài kia và cũng khám phá bản thân mình nữa. Cuộc sống du học có rất nhiều mặt mà nếu chỉ xem các vlog của du học sinh bọn mình thì sẽ không thể thấy đầy đủ được. Có rất nhiều khó khăn như rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, sự cô đơn, xa nhà, khó khăn về tài chính, tìm trường, tìm việc là những trăn trở mà mình nghĩ là có nhiều người đã từng trải qua. Nhưng mà đối với mình thì những gì đọng lại nhiều nhất vẫn là nhiều niềm vui và những trải nghiệm đẹp với con người và đời sống ở châu Âu. Hôm nay mình muốn kể với mọi người một xíu về hành trình rất nhiều niềm vui đó, từ góc nhìn của một cựu sinh viên du học sinh ở Pháp và hiện nay là một người đi làm. Niềm vui của việc du học hẳn là không chỉ nằm ở khía cạnh học thuật, nó còn đến từ những trải nghiệm bên ngoài lớp học. Trong 5 năm học ở Pháp, từ hệ đại học đến thạc sĩ thì mình đã học ở 3 trường khác nhau và mình đều có những trải nghiệm rất tốt ở cả 3 trường. Các chương trình học được xây dựng khá cân bằng, thực hành song song với lý thuyết. Với những đặc thù của ngành học sáng tạo thì một chương trình học thực tiễn, thú vị và mang nhiều cảm hứng cho mình là vô cùng cần thiết. Những buổi học ở giảng đường, các buổi triển lãm với cô từ những bảo tàng lớn để khách du lịch tới những phòng trưng bày nhỏ xíu ở khu Marais, giờ học ký họa bên sông Seine, những lần cả lớp nằm ngửa trên sàn để ngắm tranh trần, rồi là lớp học làm tượng rất là bừa bãi, có nhiều kỷ niệm khiến cho mình nhớ như in vì quá là vui. Tới năm cuối thạc sĩ, mình và các bạn được tham gia vào các dự án thực tiễn với nhiều công ty, khiến mình cũng hình dung được các góc độ về công việc thực sự, các hoạt động và cách vận hành của ngành mình là như thế nào. Có thể mọi người đã nghe tới hi, mình không biết đọc thế nào, khái niệm tới từ Bắc Âu, ý nói cảm giác ấm áp, thoải mái và hạnh phúc trong những điều kiện giản dị của cuộc sống. Thời gian đầu ở châu Âu thì mình cảm nhận rất rõ ý niệm này. Nhóm bạn đầu tiên của mình gồm có mấy bạn Pháp, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc, rất quý nhau và hẹn nhau đi chơi suốt. Mặc dù giao tiếp với nhau đôi khi còn hạn chế và bọn mình rất hay cười trừ tại vì chưa hiểu đứa kia nói gì. Các bạn châu Âu thường có lối sống như là mình vừa nói, thường tổ chức các buổi tụ họp với bạn bè và gia đình, tận hưởng thời gian vui vẻ với nhau bằng các buổi picnic hoặc là sang nhà nhau cùng nấu ăn và nói chuyện. Đây là một trong những lối sống ảnh hưởng tới mình rất là nhiều từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Pháp cho tới bây giờ. Các buổi gặp gỡ này tạo cho mình cảm giác được gắn kết xã hội, giúp mình cảm thấy được hỗ trợ về mặt tinh thần, mang lại cảm giác an toàn và hạnh phúc. Cùng lúc khi được gần gũi với thiên nhiên, cây cối thông qua các buổi picnic và đi dạo trong rừng thì mình thấy đỡ lo âu và yêu đời hơn. Thầy cô giáo của mình cũng đến từ khắp nơi ở châu Âu. Thế là một lớp học có khi cả thầy lẫn trò đều nói tiếng Pháp, nhưng mà mỗi người lại có phát giọng khác nhau. Và dù đến từ đâu thì điểm chung của các thầy cô mà hồi đó mình rất ấn tượng đó là mọi người ủng hộ tư duy sáng tạo và hình thành suy nghĩ độc lập. Điều này khiến mình tự tin lên rất là nhiều. Ngoài học ở trường ra thì bọn mình thường tận hưởng châu Âu bằng cách du lịch. Mình cũng không phải ngoại lệ tại vì đi lại trong châu Âu rất thuận tiện và dễ dàng. Những khám phá này ngoài sự thú vị vì nhìn ngắm những điều mới lạ, mình còn gặp những con người rất khác nhau, mang những quan điểm rất khác nhau, dần dần khiến mình đã cởi mở hơn rất nhiều trong suy nghĩ. Tức là mình thoải mái hơn với cảm xúc và suy nghĩ của mình, cùng lúc dễ dàng tiếp thu góc nhìn của người khác nữa. Mình nhìn nhận cuộc sống nhẹ nhàng và tích cực hơn, thấy nhiều ý tưởng trải nghiệm mới ở mọi nơi, nên cuộc sống trở nên phong phú và thú vị. Nhờ học các trường có chương trình học chất lượng và những trải nghiệm thực tiễn đa dạng và rất là kèm với nhiều may mắn nữa, nên là mình có một công việc đầu tiên rất là dễ dàng. Và mình để ý xung quanh thì hầu như các bạn tốt nghiệp ở các trường tốt sau đó cũng tìm được công việc tốt cả. Thị trường việc làm ở các thành phố lớn khá là sôi động và mình nghĩ là sẽ có chỗ cho những người có năng lực và có cố gắng. Môi trường agency của mình khá là bận, nhưng mà nhờ đồng nghiệp mà mình dần thấm cái tư tưởng làm ra làm và chơi ra chơi. Buổi sáng làm không ngơi tay, buổi trưa lại kéo nhau ra chơi board game, rồi lại vào làm học bơ buổi chiều. Có những giờ nghỉ mà mình thì tập kickboxing ở dưới tầng hầm công ty, các bạn khác thì ra phòng gym hoặc lại mang đồ ăn ra công viên gần đó, vừa ăn vừa đọc sách. Rồi là có khi cả ngày nhiều việc, cả công ty khá là mệt rồi, nhưng buổi tối vẫn còn có after work, sáng hôm sau mọi người đi làm đúng giờ như chưa có gì xảy ra cả. Vô tình mình đã học được cách quản lý thời gian hiệu quả hơn, cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Và lại mình cũng rất thích công việc của mình nữa, nên là những tháng ngày đi làm trôi qua rất là vui vẻ. 10 năm nhìn lại, mình thấy đi du học là một trải nghiệm rất dài, thay đổi nhiều góc độ trong cuộc sống của mình một cách tích cực. Mọi người thường hỏi mình khá nhiều câu hỏi về du học nhưng mà mình không thể trả lời từng người hết được. Mong là mọi người thông cảm cho mình. Mọi người có thể truy cập các page của các sinh viên và cựu sinh viên của các nước để tìm hiểu thông tin, hoặc để biết thêm những thông tin đầy đủ và chính xác nhất, mọi người có thể tham gia tuần lễ du học châu Âu sắp diễn ra tới đây, được tổ chức bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán các quốc gia thành viên EU. Tại sự kiện, mọi người có thể nhận được tư vấn trực tiếp từ các trường đại học và đại diện của mỗi nước.